Đi. Bốc ra cho mồm nhân đi. Màng vàng đây rồi rồi không ăn. Tôi không ăn loại xúc xích này là xúc xích đều rồi. Có 3 cây, không có hình heo, không có 3+1. Tôi không ăn đâu, tôi giả cho bà này. Tôi đi về đây. Ăn ly xúc xích, trả một đống vàng, may túi 3 gang, mang đi mà được. Ôi cái con quạ kia, sao lại đứng trên cổng nhà người ta kêu đấy hả? Đi không? Ui đừng đợi tớ. Cậu ơi, tớ nghe nói xúc xích xôn lắc heo cao vồi 3+1 mới đang hot hiện nay. Tớ thèm quá, cậu cho tớ ăn đi, tớ trả lại cậu vàng. Quạ mà cũng ăn xúc xích á? Tớ quên mất, tớ xin tự giới thiệu, tớ là quạ tiên baby. Mà thôi, cậu đứng rộng ra, để tớ bay xuống tớ nói chuyện với cậu nhá. Nào cậu đứng rộng ra nhá. Hồ chú. Tớ lỡ đả. Ô cánh của tớ có sao không? Không sao. Tớ mới tập bay thôi. Chiu 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 chiu. Quá. Chiu chiu chiu. Tớ nhìn trong cái quảng cáo này á, xúc xích này ngon lắm, đây có phải không? Đưa xem nào. Heo cao bồi đã trở lại, giới thiệu xúc xích sốt lắc heo cao bồi mới này nhiều hơn với 4 cây xúc xích cùng nĩa đa năng, công thức mới ngon hơn. Xúc xích sốt lắc heo cao bồi mới 3 cây thêm 1 ngon hơn, giá không đổi. À, đây là loại xúc xích sốt lắc heo cao bồi 3+1 mới đang hot hiện nay phải không? Được rồi, đi vào đây ta lấy cho. Thôi thằng thái chuối đi đâu nhỉ? Ăn xong chả thấy lào dọn bát dọn lưng. Cái gì? Bố ơi. Cái gì mẹ? Nhìn thấy có cái con gì chưa? Ui, con quả điên mẹ. Đây, xúc xích sốt lắc 3+1 mới, heo cao bồi đấy. Đây, cho nhà cho người này. Wow, đúng rồi. Đúng cái loại xúc xích sốt lắc heo cao bồi này rồi cậu ạ. À, ngươi chưa biết ăn đúng không? Đây, tao hướng dẫn. Rồi bây giờ để tao hướng dẫn mẹ ăn xúc xích heo cao bồi lắc 3+1 vị phô mai nhá. Xúc xích sốt lắc heo cao bồi ý, là phải có hình con heo trên lắp này này. Đây nữa này. 3+1 này, tức là có 4 cây nhá. Có 4 cây xúc xích nhá. Rồi còn đây này. 100% thịt heo nhập khẩu. Đấy, thấy chưa? Ngon lắm. Đây, ta bóc cho mày ăn. Trong này nó có 4 cây xúc xích và 1 cái đĩa đa năng. Đây, ta hướng cho mày ăn luôn nhá. Dùng cái đĩa đa năng này. Cho vào đây. Rồi mình xoay một vòng. Xong rồi nó bị rách ra thế này nhá, mình dùng cái đĩa này mình xỏ vào đây. Rồi bây giờ chúng ta cho vào đây thôi. Rồi bây giờ sẽ đổ gia vị vào. Cái này ăn phải lắc rất ngon. Đây, này, lắc đi. Nhưng mà bọn nó đang làm gì kia? À mẹ ơi, hay là cái quân quả nó đuổi. Anh Thái đang đưa xúc xích cho nó ăn này. Hay để con vào đấy cơm cho nó ăn nhá. Ui, mày biết cái gì cả, nhìn kỹ xem. Wow, ngon thế. Xúc xích lắc vị phô mai, ngon thật ý. Xúc xích này ngon quá trời có đất, ăn hết mà vẫn thèm. Đúng là xúc xích sốt lắc heo cao bồi quá khác. Từ lúc tớ sinh ra tớ toàn ăn khế rồi. Thế bây giờ được ăn xúc xích sốt lắc heo cao bồi ngon thật ý. Cậu vào lấy túi 3 gang đi. Tớ để tớ chờ cậu đi lấy vàng nhá. Ôi được cho vàng thật á. Ôi trời ơi, đợi tí vào lấy ba lô. À mà không được, cậu vào đây túi 3 gang đưa tớ, tớ mang lấy luôn cho. Chứ bây giờ cõng cậu đi nặng mà khó quay lắm nha. Ừ được rồi, đến được. Cả nặng đang bận quét sân. Qua. Đây chính là phần thưởng của cậu nhá. Thôi tớ chào cậu, tớ đi đây, hẹn ngày gặp lại. Qua. Vàng thật luôn. Cảm ơn quạ nhá, cảm ơn quạ baby nhá. Con mẹ đi mua xúc xích về đổi lấy vàng đấy. Chắc là thằng thái chuối nó lại đưa xúc xích cho con quạ kia, thế là con quạ nó mới được vàng đây. Đúng rồi. Thế mẹ con mình đi về mua xúc xích ngay và luôn. Này mẹ bảo, có phải xúc xích này không á? Trời ơi mẹ, cái xúc xích này vừa rẻ, còn đúng là xúc xích à? Chắc xúc xích là được nhỉ? Đúng rồi. Mày xem con chim nó còn ở kia không đi? Kia, nó đâu kia? Ủa con mẹ này mà bắt lại thế nên mày mất. Ăn ly xúc xích, trả một đống vàng, may túi 3 gang, mang đi mà được. Mẹ ơi, con bảo con quả điên rồi mẹ ơi. Cái gì đấy? Con bảo con quả điên rồi.
Này nhá, tớ nói cho cậu biết nhá, tớ là quạ baby, không phải quạ đen. Tao không cần biết đâu, không bắt được rồi mày ơi. Đúng rồi. Giả vàng đúng không? Đúng. Không mang vàng đây. Anh xuống đây này em. Vàng đâu? Vàng đâu? Vàng đâu? Vàng đâu? Để cho tôi ăn đã chứ. Chứ ăn đi nhanh lên. Ui dồi ôi. Ừ được rồi. Bóc ra đi. Ăn cho dễ trả vàng. Ăn đi xuống xịn xịn đây. Đặt tiền nó mấy. Ăn đi. Nhìn gì? Đi. Bóc ra cho mồm nhân đi. Vàng vàng đây. Ui dồi. Bóc ăn. Tôi không ăn loại xúc xích này. Xúc xích này là xúc xích để rồi. Có 3 cây. Không có hình heo. Không có 3 cộng 1. Tôi không ăn đâu. Tôi giả cho bà này. Ui, tôi đi về đây. Này, giá vàng đang tăng mà định ăn quỵt nhá. Đúng rồi nhá. Rồi, không phải đâu, tôi đi về đây. Có muốn vặt lông để làm chổi không? Đúng rồi, vặt lông, vặt lông, vặt lông. Tôi xin hai người, thôi được rồi. Vàng vàng ơi. Thôi được rồi. Thế bây giờ hai người đi về lấy túi ba gang đi. Tôi đi lấy vàng cho được chưa? Mẹ, mẹ, ở đây trong con quả đi, con về lấy túi ba gang. Này, úi, cái thằng này mày con nhà ai mà mày dốt thế? Túi 30 gang nha mẹ. Nhớ, đi đi. Thôi. Bây giờ ai còn cõng nữa mệt lắm. Đi chưa cõng ấy. Đi xe, đi à. Để mẹ lên trước. Để con đi trước mẹ ơi. Để mẹ lên. Để con lấy vàng trước. Để mẹ lên. Để con. Đến rồi, xuống đi. Vào đâu? Vàng ở trong cái xe này này, muốn lấy bao nhiêu thì lấy. Xuống xe đi, trả xe thôi. Mẹ. Đấy nha, xin chào, bye bye. Ơ, ai đâu rồi nhỉ? Mặc kệ đi, đi lấy vàng đi. Vào luôn. Vào đi. Đúng là cái đồ tham lam. Mẹ mẹ bố mẹ ơi. Ai nhỉ? Ai nhỉ? Ha ha, đúng là hai cái đồ tham lam, hai mẹ con tham lam. Ai bảo các ngươi bắt ta ăn xúc xích giả? Ta chỉ ăn xúc xích sốt lắc heo cao bồi 3+1 mới thôi. Còn cái xúc lứt xích của hai ngươi cho ta, xúc xích giả ta không ăn mà các ngươi còn bắt ta đi lấy vàng. Đáng đời nhà các ngươi. Đeo lên. Ha 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 ha. Heo cao bồi đã trở lại giới thiệu xúc xích sốt lắc heo cao bồi mới này nhiều hơn với 4 cây xúc xích cùng nĩa đa năng công thức mới ngon hơn xúc xích sốt lắc heo cao bồi mới 3 cây thêm 1 ngon hơn giá không đổi.